Chào các bạn, mình đang có trên tay hai chiếc Xperia Z, một chiếc màu đen, một chiếc màu trắng, mình vừa mua được từ cửa hàng mua bán iPhone. Thì đây là hai chiếc Xperia phiên bản quốc tế chứ không phải phiên bản của Nhật Bản. Bây giờ mình sẽ mở hộp để giới thiệu cho các bạn xem là nó có gì bên trong. Chúng ta sẽ làm việc với lại cái màu trắng, cái màu đen để chúng ta mở xong. Thì các bạn thấy rằng cái hộp của nó rất là nhỏ và mỏng, tương tự như là cái máy vậy, máy to nhưng mà mỏng. Thì phía trước chúng ta có cái hình của Xperia Z màu trắng. Bên đây là email này nọ, thông số về máy. Và phía sau như thường lệ đó là những cái thông tin cơ bản về cái máy Xperia Z. Mình sẽ liệt kê sơ qua để cho các bạn thấy. Thứ nhất là cái màn hình có sử dụng cái chip Mobile Bravia Engine thế hệ 2 và màn hình 5 inch Full HD. Cảm biến là cảm biến 13.MP dùng công nghệ XMORS, tức là cái mới nhất của Sony. Thì tất cả những cái máy điện thoại smartphone cao cấp nhất hiện nay đều hầu như tất cả đều sử dụng cái cảm biến XMORS của Sony. Cái Optic Contrast Panel, tức là hai cái tấm kính phía trước và phía sau của Sony, nó làm cho hình ảnh Sony diễn tả là nó trong hơn, nhìn đẹp hơn. Và công nghệ NFC như là chống va đập, chống bụi nước gì đó. Chúng ta có máy chạy được hình Android 4.1.2 cũng như là Wi-Fi, máy ảnh đây 13.MP và CPU là Snapdragon S4 Pro 4x1.5GHz RAM 2GB, có thể quay phim HDR. Đường kính của cái màn hình là, xin lỗi, cái đường chéo của đường hình màn hình là 5 inch, tức là 12.7cm. Và có cái camera phía trước. Bây giờ mình sẽ mở ra. Thì các bạn thấy một chiếc Xperia màu trắng, Xperia Z màu trắng rất là đẹp, to. Trong hộp thì chúng ta thấy khá là đơn giản, chúng ta có cục sạc theo tiêu chuẩn châu Âu hoặc là Việt Nam, có lẽ cái máy này là của châu Âu hoặc Việt Nam. Một cái jack cắm tai nghe rất là đẹp, cái tai nghe tai thoại có mic nhìn cũng rất là đặc sắc, không giống như là những cái tai khác, những cái bấm khác. Và sách hướng dẫn sử dụng nhanh bằng tiếng Anh và card của cái cửa hàng mua bán iPhone. Vậy là không có gì đặc biệt. Ai, máy thì Xperia Z được Sony giới thiệu ở CES vừa rồi gây được rất nhiều chú ý bởi nó sử dụng màn hình 5 inch Full HD và rất là nhiều công nghệ. Các bạn thấy rất là đẹp. Ở đây mình có hai chiếc, một chiếc màu đen, một chiếc màu trắng. Bây giờ mình sẽ dùng chiếc màu trắng để nói với các bạn. Đây là chiếc Xperia Z phiên bản tế, không phải phiên bản của Nhật Bản. Mặt trước chúng ta có một cái màn hình 5 inch, độ phân giải Full HD. Độ phân giải Full HD trên 5 inch thì rất là sắc nét. Chúng ta có cái camera trước ở đây, có thể quay được phim HD. Và hai cảm biến hai bên này hơi tối tối. Cái loa thoại cũng như cái mic được làm cân đối giữa phần trên và dưới, tương tự như cái hai cái bảng trên dưới màn hình này. Thì cái mặt kính phía trước cũng như mặt kính phía sau của Xperia S, xin lỗi, mặt kính phía, thì cái mặt kính phía trước cũng như mặt kính phía sau của Xperia Z nó như là được để vào trong một cái khung, thả cái hai mặt kính nó xuống. Đâm ra là khi các bạn có làm rớt cái máy này thì cũng khả năng bẻ rất là khó, bởi vì nó không tiếp cận được cái rớt xuống, không tiếp cận được cái cạnh của màn hình đó, là có lẽ rất là bền. Đây là cái cạnh trái của máy, thì chúng ta có cái đầu cắm micro USB ở đây cũng như là khe thẻ micro SD, cả hai đều được che bởi những cái nắp và có ron. Thường thì những điện thoại Sony ở Nhật Bản có chống nước, chống bụi, nhưng mà cái Sony quốc tế này cũng có chế độ chống nước và bụi X5 như X7. Đây là cạnh dưới của máy, cũng tương tự như cạnh bên hông, nhìn rất đơn giản. Chúng ta có một cái móc ở đây để móc cái dây đeo vào tay như là máy ảnh. Sony có rất là nhiều kinh nghiệm trong những cái máy thiết bị cầm tay mà. Ở bên cạnh phải của máy chúng ta có cái loa thoại bên này, nút tăng giảm âm lượng rất là mạnh, nằm ở dưới khá là sâu. Thì thường thường Sony hay là những hãng khác họ để ở trên đây hoặc là trên đây, nhưng mà với Xperia Z thì khá là sâu. Nhưng mà khi mình cầm trên tay, các bạn thấy là nó khá thoải mái, nó ngay vừa tay mình.
kể cả cái nút khóa mở màn hình cũng vậy. Nếu mà nằm ở trên đây thì chúng ta hơi khó rướn, nhưng mà nếu mà nằm ở trên đây thì rất là dễ dàng chúng ta tiếp cận. Ở trên đây, trên cái nút tắt mở máy rất đặc biệt này, chúng ta có một cái nắp nữa. Thì ở cái nắp này chúng ta mở ra, bỏ cái SIM vào, chúng ta mở ra nó sẽ có một cái khay. Chúng ta rút cái khay đó ra, bỏ cái micro SIM vào đây. Khay này rất là hay, nhưng các bạn phải cẩn thận, bởi vì nếu mà các bạn cứ bấm đi bấm lại cái SIM của các bạn đổi giữa iPhone 5 này nọ qua đây, thì khi các bạn gắn vào, các bạn có khả năng làm cho nó bị kẹp SIM ở trong đó. Ở trên đỉnh máy thì chúng ta có cái lỗ cắm tai nghe 3.5 cũng được đậy bởi một cái nắp. Khi mà sử dụng bình thường các bạn sẽ cảm thấy hơi khó chịu với những cái nắp này, nhưng mà nếu mà gặp trường hợp bụi với lại mưa thì chống rất là tốt. Đây là mặt sau của máy, thì khi chúng ta nhìn vào khá đơn giản, màu trắng. Ở trên có cái camera 13.megapixel sử dụng cái cảm biến XMORS. Thì cái cảm biến này là cảm biến BSI hiện đại nhất hiện nay. Không chỉ Sony mà kể cả những cái điện thoại cao cấp khác cũng sử dụng cái cảm biến này của Sony. Chúng ta còn có đèn flash ở đây cũng như cái mic ở đây. Về tổng thể thì cái máy rất là chắc chắn, rất là cứng, cầm trên tay rất là thích. Tuy là các bạn sẽ có cảm giác là hơi cấn bởi vì những cái cạnh này nó khá là sắc, nó không bo như là những chiếc Lumia hay là bầu như những chiếc Butterfly chẳng hạn, mà nó phẳng. Nên là khi cầm các bạn sẽ thấy là những cái cạnh này là những cái cạnh mà tay chúng ta sẽ tiếp vào. Nhưng mà cảm giác cầm điện thoại của Sony lần này chắc chắn hơn nhiều so với kể cả những cái điện thoại Sony là trước đây sản xuất ra. Về máy thì ngoài màn hình 5 inch Full HD thì chúng ta còn có được trang bị cái bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon S4 Pro 1.5GB, tức là 4 x 1.5GB, RAM 2GB. Và cái để mình xem cái bộ nhớ trong là bao nhiêu. Bộ nhớ trong của máy này là 16GB. Và có cái khe thẻ microSD thì chúng ta không lo được mà, bởi vì cái hệ điều hành mà máy đang sử dụng là cái 4.1.2. Rất là mới. Thường thường thì Sony họ ra cái máy hệ điều hành không được mới lắm, nhưng mà trong cái lần này các bạn thấy là ngoài cấu hình cao, nó còn có hệ điều hành phần mềm rất là mới. Đó. Thì mình cũng thấy khá là hay là Sony cài sẵn cái Foursquare, Evernote với lại WhatsApp ở trên cái máy của họ. Thường thường thì mình cầm những cái máy Android khác thì họ chỉ cài cùng lắm là Facebook thôi. Thì các bạn thấy là đây là phiên bản quốc tế, nên là phần mềm cài lên cũng không có nhiều. Còn đây là cái thao tác của máy, các bạn thấy là rất là nhẹ nhàng. Sony để ba cái nút cảm ứng cơ bản của Android ở trên cái màn hình LCD. Thực chất thì mình thích hơn nếu mà Sony để ba cái nút ở dưới đây. Đó. Khi các bạn coi hình thì cái nút đó có thể biến đi, coi phim coi hình gì đó nó biến đi. Và khi chúng ta coi phim coi hình thì cái mobile Bravia Engine 2 nó sẽ được kích hoạt lên, làm cho hình ảnh của chúng ta đẹp hơn, sắc nét hơn. Thì đây là cái màn hình chính của Xperia Z cũng như là những cái điện thoại Sony Xperia. Chúng ta thấy là có cái tìm kiếm Google, đồng hồ cũng như là những cái icon cơ bản của Sony. Chúng ta thấy có Walkman, album là hình với lại movie với lại Sony Select, những cái Sony chọn. Ở dưới đây là những cái nút cơ bản, thì chúng ta thấy là Sony họ chọn cái trình duyệt Chrome thay cho những cái trình duyệt mặc định. Trước đây họ hay làm một cái trình duyệt mặc định. Thì ở cái độ phân giải Full HD, tuy là màn hình 5 inch nhưng mà ở phân giải Full HD thì các bạn sẽ thấy là mọi thứ cũng rất là mượt mà, rất là sắc nét, không thể nhìn thấy được cái điểm mạnh. Đẹp. Đây là màn hình thứ hai, đây là màn hình khác. Sony họ chỉ để 4 màn hình thôi. Và các bạn thấy là thao tác của mình trượt qua trượt lại những cái màn hình rất là mượt mà. Cấu hình cao với lại điều hành Android mới làm cho cái máy nó chạy nhẹ nhàng hơn. Giao diện điện thoại. Rồi, cảm ơn các bạn.